Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh, Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tổ chức phiên họp nhằm đánh giá tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó trưởng ban chỉ đạo. Cùng dự phiên họp có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo: Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Theo báo cáo của ban chỉ đạo, đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 7 trên 7 dự án thành phần. Ủy ban nhân dân 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đã phê duyệt 6 trên 7 dự án thành phần giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường song hành. Đối với dự án thành phần 3, dự án PPP đã được Bộ Giao thông Vận tải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang triển khai các bước tiếp theo. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, 3 tỉnh, thành phố di chuyển được 7.000 ngôi mộ. Việc thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 70%. Về tiến độ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và khởi công xây dựng công trình, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang thực hiện theo đúng trình tự quy định. Tại tỉnh Hưng Yên, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, đất tái định cư, đất di dời, đường dây 110 kV, 220 kV, 500 kV. Diện tích đã chi trả tiền bồi thường, thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư. Trên 192 trên 230 ha đạt gần 84%, di chuyển được 699 trên 4.207 ngôi mộ. Tổng kinh phí đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho nhân dân gần 743 tỷ đồng, đạt 40%. Các địa phương đã phê duyệt tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết các vị trí khu tái định cư, hiện đang tổ chức lập hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án xây dựng khu tái định cư và mở rộng cải tạo nghĩa trang. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 sẽ giải phóng 100% diện tích cần thu hồi. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trong đó tập trung vào các vấn đề bảo đảm nguồn cung vật liệu cho việc triển khai dự án, phương án bố trí tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, ứng dụng mô hình quản lý hiện đại trong quá trình triển khai dự án. Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, tỉnh Hưng Yên được Quốc hội giao quản lý hai dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, gồm có dự án thành phần 1.2 và 2.2. Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia nên tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện khẩn trương triển khai thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ theo quy định. Về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, trong phạm vi giải phóng mặt bằng có 17 doanh nghiệp phải thu hồi một phần và thu hồi toàn bộ. Để tái bố trí mặt bằng cho các doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên đã điều chỉnh quy hoạch và chấp thuận vị trí khu đất có diện tích khoảng 11 ha. Đến nay, phần bồi thường giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, nghĩa trang cơ bản đảm bảo, nhưng đối với phần tài sản, vật kiến trúc, đất ở khi thực hiện phải theo quy định xác định giá đất ở, giá đất tái định cư, giá do hội đồng thẩm định giá đất, đơn vị tư vấn xác định giá đất tăng so với bảng giá đất của tỉnh. Do đó, kinh phí giải phóng mặt bằng đối với các phần đất trên tăng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt, ước tính sơ bộ ban đầu tăng trên 1.500 tỷ đồng. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị ban chỉ đạo báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép vận dụng cơ chế thu hồi đất theo Điều 62 của Luật Đất đai, nhà nước thu hồi đất, hoàn thiện hạ tầng và bố trí trả mặt bằng cho doanh nghiệp. Đề nghị ban chỉ đạo tổng hợp báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đối với dự án thành phần 1.2. Bên cạnh đó, tại cuộc họp ban chỉ đạo ngày 13 tháng 4 năm 2023, thành phố Hà Nội có ý kiến đồng ý dành trữ lượng của hai mỏ cát của Hà Nội để hỗ trợ cung cấp cho tỉnh Hưng Yên. Đề nghị ban chỉ đạo có ý kiến với thành phố Hà Nội chỉ rõ vị trí mỏ và đơn vị cung cấp để tỉnh Hưng Yên chủ động liên hệ. Tới đây có thể là ban chỉ đạo
đường vành đai 4 báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để cho phép tỉnh Hưng Yên được áp dụng theo cái điều 62 của luật đất đai, đấy là nhà nước đứng ra thu hồi đất của các hộ gia đình, sau đó là giao đất cho thuê đất lại đối với các cái doanh nghiệp thuộc diện phải di dời do triển khai đường vành đai 4 này, thì chúng tôi mới có thể triển khai nhanh được. Ban chỉ đạo đường vành đai 4 tổng hợp những các cái đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án thành phần giải phóng mặt bằng của Bắc Ninh và Hưng Yên và sớm trình với Chính phủ để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chúng ta kịp đủ có các cái kinh phí của năm 2023 để hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% cái đất sạch, bởi vì đây là quyết tâm và phải làm. Đối với Hưng Yên, chúng tôi vẫn quán triệt là đến 31 tháng 12 dù khó đến mấy thì cũng phải nhất định là phải hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tôi cũng rất là mong là Bộ Xây dựng các đồng chí cố gắng làm sao trong tuần này phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với cả tỉnh Hưng Yên cũng như là tỉnh Bắc Ninh để chúng tôi sớm phê duyệt dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bởi vì chúng tôi cũng rất là quyết liệt là trong tháng 9 này phải khởi công được cái đường song hành ở hai tỉnh. Và Bộ Công Thương thì tôi cũng đề nghị là cuối tháng 8 này thì sẽ báo cáo Bộ Công Thương về cái hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ để di rời các hạ tầng, các công trình điện, thì cũng rất mong là các đồng chí ở Bộ Công Thương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Hưng Yên và cả Bắc Ninh, làm sao các đồng chí xem xét và phê duyệt trong phạm vi độ khoảng 5 ngày làm việc thì tốt, để chúng tôi sớm triển khai cái này. Bởi vì trong cái kế hoạch từng nhiệm vụ một là chúng tôi tính toán hàng ngày, giao trách nhiệm rất rõ ràng, có tiến độ, có kết quả rất cụ thể, cho nên là chậm một ngày về mặt thủ tục hành chính đấy, thì như đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nói là chậm một ngày đi rất xa, cho nên là rất mong các bộ ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo đề nghị các ngành địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Hai tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh khẩn trương đẩy nhanh công tác thẩm định và phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở dự án thành phần 2.2 và dự án thành phần 2.3, đảm bảo khởi công dự án trong tháng 9 năm 2023, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng tình ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng, có cơ chế chính sách linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tập trung xây dựng phương án cụ thể cho việc khai thác các mỏ vật liệu trên nguyên tắc ưu tiên các mỏ gần sẽ khai thác. Đối với dự án thành phần 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu tổng hợp khó khăn vướng mắc, báo cáo hội đồng thẩm định nhà nước xem xét giải quyết.